Em chào các bác nha, chào các bạn yêu thích trồng cây, trồng hoa và cây cảnh. Hôm nay thì trong vườn của em cái cây hài vệ nữ nó cũng nở, mà cái cây địa lan là trước mặt các bác đây thì hôm nay thì em muốn giới thiệu với các bác về cái cây địa lan mặc xuân vai ngang. Một số người thì biết rồi vai ngang nó như thế nào rồi. Còn một số người thì cũng chưa hình dung được nó ra vai cây hoa địa lan mặc xuân vai ngang nó như thế nào cả. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác về cái cây địa lan mặc xuân vai ngang vừa nở ở trong vườn của em đây. Đây các bác nhá, cái cây vai ngang thì các bác nhìn đây thì các bác thấy được. Đấy, như thế này thì được gọi là vai ngang này. Hai cái cánh này của nó giang thẳng sang hai bên các bác nhé. Đó, nó giang thẳng sang hai bên. Giang thẳng sang hai bên này, cánh của nó không bị xuôi xuống, không xuôi xuống. Đấy, nó không xuôi. Ví dụ như bông này thì nó lại là vai xuôi đây này. Đấy, đây là bông thanh ngọc nhé. Đây là bông thanh ngọc vai xuôi. Đấy, cái bông vai ngang thì nó hai cánh của nó giang thẳng sang hai bên, hay người ta còn gọi là nhà nhất phẩm đấy. Cây này cũng là cây vai xuôi các bác nhé. Đấy. Vai ngang là vai nó giang thẳng sang hai bên và cánh của nó thì nó thẳng sang và không bị cong cong vút. Nếu cong ra đằng sau này thì nó cũng cũng không được là đẹp các bác ạ. Cái cây vai ngang này thì số lượng của nó để sổ ra một cây vai ngang nó cũng không phải là nhiều đâu. Đa phần là vai xuôi các bác nhé. Đa phần là cây vai xuôi. Đấy, để các bác hình dung được cái cây vai ngang nó như thế nào. Đây, cho các bác là ngắm luôn cái cây hài vệ nữ của em. Nó vừa mới nở đây. Hài vệ nữ hay người ta còn gọi là hài lông đấy, cây này rẻ lắm mà lại dễ trồng, dễ chăm và cũng dễ cho hoa. Đây là cây vai ngang này, vai ngang hay người ta còn hay gọi nhất phẩm. Cây này nó thể hiện được sự thẳng thắn, ngay thẳng và hiên ngang khí phách. Và rất là trung thực, nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.